Hello, xin chào bà con cô bác. Bây giờ tôi tiếp tục ra vườn và chia sẻ cho bà con cô bác về cách trồng dâu. Đây là một loại dâu ăn trái. Đây, trái thì bây giờ ra rất là xanh. Cho bà con xem này, trái này rất là nhiều. Cây thì mới nhỏ nhỏ thôi nhưng mà trái rất là nhiều. Đây. Trái vô cùng nhiều, dày đặc luôn. Dâu này trồng rất là năng suất. Trồng dâu này thì cách thức trồng thì cũng rất đơn giản. Trồng bằng cành. Bà con cô bác cứ cắt vào mùa mưa, vào mùa mát thì thời tiết thuận lợi như tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 8 thì bà con cứ cắt cái cành này. Đấy, cái cành này khi dâu này không còn trái nữa, thu hoạch hết trái rồi thì bà con cứ cắt cái cành này. Đấy, cắt từng đốt dài vào khoảng một mỗi đốt là dài vào khoảng 25 phân. Đấy, có mắt thì bà con cho xuống đất, cắm xuống đất và tưới nước đều thì nó sẽ ra rễ và ra nó nảy mầm. Rồi sau đó đào từ nó nảy mầm rồi đào nó ra rễ rồi đảm bảo rồi đào lên trồng, đưa ra ngoài ruộng trồng trồng ra và trồng cây. Cách cây thì khoảng 2,5 m đến 3 m một cây, tùy cách thức bà con trồng. Để trái rất là xây này. Đặc điểm trồng bằng cành ấy thì rất là nhanh ra trái, trái rất là nhiều. Đây, trái đặc cây luôn. Dâu này thì nó có nhiều loại. Nếu mà bà con cô bác mà trồng dâu để ăn trái thì nên chọn cái loại trái quả dài, quả to. Như tôi trồng đây là trái quả dài và quả to. Khi nó chín thì trái nó cũng bằng ngón tay và rất dài. Đấy. Nếu như mà bà con bón phấn và tưới nước đầy đủ thì trái rất là lớn. Cho nên là trong loại trái to này thì rất là năng suất. Đây, như trái này to rồi, như trái này to rồi thì nó lớn như thế này đây. Và khi chín nó lớn hơn nữa. Đặc điểm là nó dài. Trồng dâu thì rất là đơn giản. Loại này bà con cô bác cũng có thể trồng và lấy số lượng nhiều để bán ra thị trường được. Tôi chỉ trồng một hàng cây này khoảng 6-7 cây, chưa trồng nhiều. Chủ yếu là trồng để lấy quả ăn và rất là nhiều. Đấy. Trái là ra là kín cành luôn. Đấy, như cây cây này cứ chặt cành ngang ngay nó lại đẻ ra cành non. Như đây cành non thì chưa ra trái này, mà cành ra một cái là nó sẽ ra trái. Đấy. Dấu này thì cũng rất là dễ chăm. Nói chung là phân thì cũng vừa phải và tưới nước đầy đủ là nó sẽ trái, nó sẽ ra. Đặc điểm của nó, cành già cành thì nó mới ra trái, còn cành non quả thì nó chưa ra trái. Trái đỏ cành luôn, quả cho bà con cô bác xem. Đấy, đỏ cành luôn. Cành nào cành đấy là trái đầy luôn. Đấy, quay cho bà con xem này, trái này. Đỏ cành luôn. Đây nữa này. Với cái lượng trái như thế này thì bứt rất là nhanh. Rất nhanh. Đấy. Rất là được nhiều.
Cây càng lớn thì càng nhiều trái, cây càng nhiều cành thì càng năng suất. Đấy. Dấu này ăn rất là tốt. Dấu này thì bà con cô bác chế biến có thể là ngâm rượu được, làm rượu dấu được, hoặc là làm siro đường. Uống vào mùa hè rất là tốt, đảm bảo tốt cho sức khỏe. Đặc biệt cái loài dấu này nó uống nó cũng là loài trái trường thọ. Đấy, uống nó tăng cường sáng mắt. Đấy, sáng mắt rất là tốt cho sức khỏe và uống rất là mát vào mùa hè. Đấy, thì cách thức làm siro dấu như thế nào thì bà con tìm hiểu thêm. Còn đây tôi giới thiệu là cái cách trồng cái dấu này để lấy trái sử dụng vào việc gì thôi. Video đến đây cũng xin kết thúc. Nếu bà con cô bác mà thích video thì nhớ cho một lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và làm vườn thành công. Xin chào bà con cô bác.